Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình quay trở lại với con game Cucun. Thì anh em nào mà chưa có đau game thì nhớ nhấp vào phần mô tả bên dưới của mình để đau game về chơi với mình nha. Thì cái con game này nè các bạn, nó rất là uy tín luôn. Trụ sở nó nằm ở nước ngoài các bạn và được cấp phép. Thì game chơi thì các bạn cũng biết rồi, vừa kiếm tiền online vui vẻ mà vừa có thể giải trí nha anh em. Thì anh em nào mà muốn đau game thì nhớ nhấp vào phần mô tả bên dưới của mình để đau game về chơi với mình nha các bạn. Thì khi các bạn đã game về, liên kết tài khoản ngân hàng, liên kết số điện thoại thì các bạn sẽ nhận được 6.868 đồng. Ngoài ra hôm nay có sự kiện Tết nè các bạn. Đó, thì các bạn có thể nhận nhiệm vụ và làm nhiệm vụ nha các bạn. Và thời gian là từ 1 tây tháng 1 đến ngày 1 tây, ngày 3 tây tháng 1 nha các bạn ơi. Đó thì sẽ năm 2022 sẽ kết còn khoảng 12 tiếng nữa các bạn. Nên em cố gắng tham gia nha. Mỗi ngày có một cơ hội nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ được nhận thưởng tương ứng. Nhiệm vụ chưa hoàn thành sẽ được làm mới vào 23 giờ. Sau đó có thể nhận nhiệm vụ mới. Thưởng nhiệm vụ tối đa là 50 triệu nha các bạn. Đó thì anh em cố gắng mà làm nhiệm vụ Tết nha anh em ơi. Ngoài ra các bạn có luôn cái sự kiện điểm danh, sự kiện chia sẻ lên Facebook. Mỗi ngày các bạn chia sẻ lên Facebook các bạn sẽ nhận được 3k. Những người nhấp vào link chia sẻ của các bạn đau game tải game gì chơi thì các bạn sẽ nhận được hoa hồng từ những người đó nha mọi người. Đó anh em cố gắng mà làm ha. Thì khi các bạn muốn nhận hoa hồng thì các bạn vô cái phần đại lý này nè mọi người, nhận hoa hồng trong đó. Ngoài ra các bạn có luôn cái vòng quay ha mọi người. Thì anh em nào mà cố gắng tương tác video cho mình, càng nhiều người tương tác thì mình sẽ càng quay tặng lọc random càng nhiều nha anh em. Nên em cố gắng tương tác nhiều giúp mình thì để có cơ hội nhận được lọc lá nha anh em ơi. Thì mình cũng tạo điều kiện cho anh em, thì anh em cố gắng tạo điều kiện cho mình nha. Và mình thông báo với các bạn, những bạn nào mà xì bam thì nếu như mình quay random trúng bạn đó mà mình kiểm tra lại các bạn xì bam quá nhiều thì mình sẽ loại giải thưởng nha anh em. Không xì bam giúp mình nha. Các bạn có thể giới thiệu bạn bè vào comment nha mọi người. Không cần phải xì bam nha anh em, nhắc lại nha là anh em không được xì bam giúp mình nha. Thì lọc lá thì mình sẽ tặng, nên á là anh em cố gắng mời bạn bè và để cho mình tăng thêm tương tác. Càng tăng nhiều tương tác thì mình càng quay random càng nhiều thôi anh em ha. Tỷ lệ nạp rút đều là 1-1 các bạn. Nạp thì có nạp siêu tốc, thẻ cào, Momo, Zalo Pay, Viettel Pay, QR Banking và Internet Banking nha các bạn. Thì bây giờ anh em, bây giờ mình vô game mình chơi thôi nào nha anh em ơi. Vô game thôi. Ok mọi người, thì tay này mình sẽ chơi đỏ đen luôn nha anh em ơi. Thì cũng như thường ngày thôi anh em nha mọi người. Đen gãy đỏ là vừa rồi anh em. Đen gãy đỏ là vừa rồi anh em ơi. 400 nha. Còn 100 có gì gỡ ghẻ anh em. Đúng chất đen tiếp luôn em ơi. Ấn thiệt anh em. Một trăm cuối nha các bạn. Nói chung á là, nói chung á các bạn là trễ một tay anh em, sớm một tay nha. Nói chung là tại mình sớm một tay. Ok anh em, húp nha anh em. Húp nha. Trời ơi trời, gần vốn rồi anh em. Ok, tay này thì bắt đỏ luôn các bạn, tự tin bắt đỏ luôn nha. Tự tin bắt đỏ các bạn. Quá đã luôn em ơi, quá đã nha, vốn nha mọi người. Cược tiếp các bạn. Ok, ngon lành anh em. Ngon lành nha. Quá đã luôn các bạn ơi. Về lại bệt đỏ rồi anh em. Về lại bệt đỏ rồi nha.
Lỡ rồi anh em ơi, theo luôn các bạn. Lỡ rồi anh em. Ừ, bắt đầu là thấy ngon các bạn. Húp nha anh em. Trọn vẹn một niềm vui nha các bạn ơi. Ok, nãy giờ ăn nó thì bây giờ mình theo nó luôn các bạn. Húp 5 tay liền nha anh em. Gãy tay đầu hơi nhói các bạn. Gãy tay đầu hơi nhói nha. Gãy nha mọi người. Quá may mắn nha các bạn. Tại sao các bạn biết mà mình đặt trên 1m6 không các bạn? Tại vì á là mình nghĩ là tới tay đó thôi các bạn. Và mình nghĩ là tay đó nó ngon các bạn. Nên là mình bắt. Và cuối cùng thì mình còn dư được mấy chục các bạn. Ai về nó gãy các bạn thì cũng đỡ nha các bạn ơi. Húp được 1m1 ngày hôm nay các bạn. Tiếp tục về đỏ tiếp kìa anh em. Thấy ghê chưa? Ok anh em, tay này nếu như là mình thì mình sẽ bắt đỏ nha anh em. Bắt đỏ luôn nha mọi người. Xem xong tay này thì nghỉ nha anh em. Trời ơi đôi rồi. Hai đôi các bạn, nhưng mà sao chống là được. Ok, uy tín nha mọi người. Thì thôi mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.